Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giới thiệu quảng bá chương trình du lịch Nghệ An. Đây là lần đầu tiên một chương trình du lịch online được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp thực hiện cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media. Và sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với điểm du lịch đầu tiên nhé. Nhắc đến du lịch Nghệ An, du khách sẽ nghĩ ngay đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nằm cách thành phố Vinh 15 km theo quốc lộ 46 là một trong những di tích có giá trị đặc biệt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Nơi đây hiện còn lưu giữ những di sản vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, là niềm tự hào của Đảng bộ Nhân dân tỉnh Nghệ An và là điểm đến của du khách cả nước và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Hồng Nhung đã đến với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay thì hôm nay Hồng Nhung cùng với chị hướng dẫn viên khu di tích Kim Liên sẽ là người đồng hành giúp mọi người cùng khám phá khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên nhé. Em chào chị. Xin chào em. Dạ em là Hồng Nhung ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi hướng dẫn viên Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng với em Hồng Nhung hân hạnh được giới thiệu với quý vị khán giả về di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta còn chờ gì nữa mà không cùng Hồng Nhung và chị Thanh Huyền, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá khu di tích Kim Liên nhé. Em Hồng Nhung ạ, hôm nay chúng ta về thăm quê bác một cái ngày rất là đặc biệt đấy. Vậy ngày đó là ngày gì vậy chị? Đây là dịp mà quê hương chúng ta kỷ niệm 60 năm lần thứ hai được đón bác về thăm quê. Quả là một dịp rất là đặc biệt đúng không đúng ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, mời em Hồng Nhung cùng về khu nhà tưởng niệm nhé. Chúng ta đi thôi ạ. Khu di tích Kim Liên thì bao gồm có nhiều cái địa điểm tham quan chính. Quần thể tham quan ở khu du di tích Hoàng Trù quê ngoại, nơi sinh của Bác Hồ. Đây là Lăng Sen quê nội. Còn có cả khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và du lịch sinh thái ở núi Trung với tổng diện tích của khu di tích Kim Liên quản lý là hơn 200 hectare em ạ. Ở đây thì ngay cái đường lối ta vào thì có ngay đây có một cái ao vuông có đài phun nước rất là đẹp em này. Ở đây chúng ta đang đi dưới bóng mát của cây xanh. Hôm nay ta về thăm quê bác đúng một cái dịp rất là đặc biệt phải không em? Dạ vâng ạ. Trong lúc quê hương Nghệ An chúng ta đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích để mà kỷ niệm đúng 60 năm đón bác về thăm quê lần thứ hai. Em thấy là ở đây có những hàng cây xanh rất là tốt, tươi tốt. Và chị có thể giới thiệu qua một chút về những hàng cây ở đây được không ạ? Ở đây thì như em thấy thì cây xanh thì được quy hoạch rồi là trồng lại rất là đẹp. Còn ngay ở phía trong khu trưng bày trong kia thì có nhiều cây của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng như là một số bộ bàn quốc tế về thăm quê bác trong lưu niệm. Lát nữa chúng ta sẽ vào thăm. Vậy là những món quà rất là đặc biệt, gửi gắm tình cảm của từ các vị khách rất đặc biệt gửi đến quê hương cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng rồi ạ? Và cây xanh thì sẽ là cây vật lưu niệm lâu dài. Dạ vâng. Mỗi lần con cháu về thăm thì đều được sống trong cái bầu không khí trong lành mát mẻ. Ngay ở đây thì có đang trưng bày một cái triển lãm là quê hương nghĩa trọng tình cao, cũng là dịp kỷ niệm ngày bác về thăm quê đấy. Có hàng xà cừ em thấy, cái này là ngày xưa là nguyên hai hàng xà cừ, cái con đường đi ở đây trồng từ những năm 1960 hưởng ứng Tết trồng cây của Bác Hồ. Cái hàng xà cừ rất là đẹp em thấy không? Dạ vâng ạ. Vậy là những hàng xà cừ này cũng có tuổi đời rất là lâu rồi đúng không ạ chị? Đúng rồi, cây to lớn và tỏa bóng xanh mát. Còn ở đây là cổng lối vào nhà tưởng niệm nè. Chúng ta cùng vào thắp hương viếng bác. Dạ vâng ạ. Ôi chị ơi, em thấy rằng là ở đây có một cây đa rất là to. Em đoán chắc rằng đây cây đa này cũng đã được trồng ở đây rất là lâu rồi đúng không ạ? Đúng vậy rồi. Thì chị có thể giới thiệu sơ qua một chút cho em được biết là về cây đa này không ạ?
Ở đây có cây đa là do bác Trường Chinh trồng từ năm 1976 đấy em, ngay sau khi mà đất nước ta thống nhất đấy. Giờ đây thì cây đa đã trở thành một cái điểm nhấn rất là đặc biệt trong cái tổng thể khuôn viên này. Vâng, em thấy rằng là cây đa ở đây rất là xung xuê. Vậy là chứng tỏ là cây đa này đã được trồng rất là lâu rồi đúng không ạ? Nhưng mà vẫn rất là phát triển, tán cây rất là xanh, tươi tốt đúng không chị? Đây, những cây sĩ này thì được theo gợi ý của bí thư huyện năm đó thì bí thư tỉnh ủy năm đó thì ta đã tạo thành cái tỉa, thành cái tán với cái ô để du khách con cháu về thăm có bóng mát. Ở đây thì sau khi mà bác mất thì ngoài cái ngôi nhà tưởng niệm thì chúng ta còn có nhà bảo tàng trưng bày về quê hương, gia đình, về cuộc đời sự nghiệp của bác. Sau này thì Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội ra đời thì chúng ta giữ lại về nội dung cái ngôi nhà bên này là quê hương, gia đình, thời niên thiếu của bác. Còn ngôi nhà bên này là tình cảm của bác đối với quê hương dành cho bác. Chị ơi, em thấy ở phía ngoài này chúng ta có trồng hai cây đại rất là to đúng không chị? Đúng rồi, hai cây hoa đại này trồng từ rất là lâu rồi. Chị vào làm việc ở khu di tích Kim Liên thì thấy hai cây này đã lớn. Và đến mùa thì hoa nở rất là đẹp em ạ. Bên này là cây hoa màu vàng, bên này còn cây hoa màu đỏ nữa. Mùi thơm, ngày hoa này người Lào gọi là hoa chăm ba đấy em. Vâng ạ. Ô, chị Huyền ơi, em thấy rằng là ở đây có trưng bày một chiếc xe rất là cũ. Vậy thì không hiểu là chiếc xe này có ý nghĩa như thế nào hả chị? À, em ạ, khi mà bác về thăm quê vào năm 1957 ạ, thì tỉnh đã chuẩn bị cho bác một cái xe rất là trang trọng. Nhưng mà bác lại bước lên chiếc xe này. Xe này là xe của đồng chí bảo vệ đấy. Thì bác đứng lên và vẫy tay chào bà con. Hình ảnh của bác rất là bình dị thân thương trong đời thường như vậy. Ở đây em có thể nhìn thấy này, hình ảnh của bác lúc về thăm quê đứng trên chiếc xe mui trần này. Vâng, điều đó có thể thấy là bác Hồ của chúng ta là một người rất là giản dị, rất là gần gũi với bà con nhân dân, phải không chị? Sau bao nhiêu năm xa quê về mà bác vẫn nói dòng miền Trung xứ nghề mình đấy. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ sang khu tưởng niệm của bác nhé chị. Để em xem. Chị ơi, ở phía trước của chúng ta chính là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi phải không chị? Đúng rồi, đây là nhà tưởng niệm. Bây giờ thì mời em vào nhà tưởng niệm để thắp hương việc bác. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nằm sát bên khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là khu lưu niệm quê nổi của người. Và bây giờ, Hồng Nhung xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến thăm nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng các di tích nằm trong khu lưu niệm quê nổi của người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhé! Chị ơi! Em thấy rằng là ở đây còn rất là nhiều di tích cũng như là dấu tích gắn với cuộc đời cũng như là tuổi thơ của bác Hồ phải không chị? Đúng rồi, ở đây thì ngày xưa một cái làng quê thì là rất là nhiều sen, thế nên là tên gọi làng sen xuất xứ từ đó. Giờ đây thì những hồ sen được trồng hai bên để làm cảnh đẹp em. Và vào dịp sinh nhật bác thì 19 tháng 5 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì sen ở đây nở rộ rất là đẹp. Vâng, quý vị và các bạn có thể đến thăm làng sen quê bác vào tháng 5. Và ở đây quý vị ngoài việc là tận hưởng không gian cây xanh ở đây thì còn ngắm những cái hồ sen rất là tuyệt vời ở đây đúng không chị? Đúng rồi. Khách tham quan khi về quê bác thì không những mong muốn là được thăm ngôi nhà tranh nơi bác Hồ đã sinh sống cùng với gia đình. Họ còn muốn hiểu biết thêm về không gian văn hóa làng sen. Đặc biệt là tìm hiểu về những cái người hàng xóm nhà bác sống như thế nào. Bởi thế mà ở đây dự án đã phục dựng một số hồ láng giềng như là nhà ông Vương Hoàng Mỹ là một cái người hàng xóm nhà bác lúc bấy giờ.
ở sát ngay bên cạnh nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Lăng Xén này á, có nhà của ông Nguyễn Danh Khai. Nhà ông Nguyễn Danh Khai ở đây em. Ông Khai là có một người con trai là liệt sĩ Nguyễn Danh Ước, là chiến sĩ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 30-31. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thăm di tích Diếc Cóc ở đây. Dạ vâng ạ. Thì em có biết là vì sao mà lại gọi là Diếc Cóc không? Chị có thể chia sẻ một chút lý do vì sao là cái giếng này lại được gọi là giếng cốc không ạ? Giếng này là do ông Nguyễn Danh Cốc, người làng Phủ Đâm, tên gọi xưa của làng Sen đào ra. Nhớ ơn người khơi nguồn đào giếng cho nên là mới gọi là giếng cốc. Nước giếng này thì trong và ngọt. Ngày xưa khi mà bác sống ở làng Sen á, thì bác thường ra lấy nước giếng cốc này về cho cả nhà dùng. Những cái kỷ niệm của tuổi thơ đi cùng với bác. Thế nên là về thăm quê thì bác hỏi bà con là giếng cốc bây giờ còn không? Nước giếng vừa trong lại vừa ngọt, nấu nước chay xanh, làm tương thì ngon nổi tiếng. Di tích trở thành một giếng cốc, trở thành một trong những cái di tích rất là quan trọng trong quần thể di tích. Bây giờ thì chị mời em lên thăm nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc nhé. Dạ vâng ạ. Ở đây em thấy là hàng rào chạy dài, là những hàng rào dâm bụt đúng không chị? Đúng rồi, có cả cây mận hảo nữa em. Nó chính những hàng rào này tạo nên những điều đặc biệt cho vùng quê đúng không ạ? Đúng rồi, ở đây là nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, bố Bác Hồ rồi em này. Chị mời em vào thăm nhé. Dạ vâng ạ. Ở đây khu vườn này là rộng 2.500 m², là đất học điền lang dành cho bố bác khi mà ông thi đỗ đây. Đất phòng học điền dành cho người học giỏi 4 sao 14 thước, có nghĩa là khoảng chừng 2.500 m². Tại đây thì bác mình đã sống 5 năm có tuổi niên thiếu, có nghĩa là từ lúc 11 đến 16 tuổi cùng với bố với anh chị của mình. Vậy chị ơi, hiện tại thì chúng ta vẫn giữ được nguyên hiện trạng của nhà bác à chị? Sau này khôi phục lại thì mình giữ nguyên cái kích cỡ. Nói chung là bộ khung gỗ còn giữ được, đồ gỗ còn giữ được lại. Còn là bằng tre, bằng nửa này là mình phải thay mới này. Ở đây có cái phên tre phải thay mới này. Và tiếp sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe chị Huyền giới thiệu về di tích làng Sen. Bây giờ thì chúng ta đang thăm ngôi nhà của ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, còn gọi là di tích làng Sen, quê nội bác Hồ. Ở đây thì bác chúng ta gắn bó 5 năm của tuổi niên thiếu, đó là từ lúc 11 đến 16 tuổi. Và bà con được đón bác về thăm tới 2 lần, đó là năm 1957 và năm 1961. Cách đây khoảng hơn 120 năm trước, bố Bác Hồ đi thi và đỗ cao phó bảng thì người dân rất là vui mừng. Trích cả khu đất của làng rộng 2.500 m², rồi góp công của mua được cái nhà gỗ năm gian lợp tranh này làm quà mừng cho bố bác. Anh Nguyễn Sinh Trợ, đó là người anh cùng cha khác mẹ, đã dỡ cả lẫm thóc 3 gian làm nhà ngang phía dưới cho em mình. Gia đình bác theo đúng phong tục là vinh quy bái tổ đã về sống ở làng Sen này. Chính vì thế mà khi về thăm quê, thấy trước cửa nhà mình có dòng chữ nhà của hội chủ tịch thì bác mình nói rằng là đây là nhà của ông cụ phó bạn. Có nghĩa là bác muốn nhắc tới như có bố học tập, đỗ đạt thì gia đình mới có nhà, có vườn ở Lăng Sen như thế này. Về sống ở đây thì mẹ bà Khô không còn nữa. Vào Huế giúp cho chồng ăn học thì bà không may lâm bệnh qua đời. Em bác cũng đã mất khi chưa đầy 1 tuổi. Bố bác là người chồng trọng ân nghĩa, làm bàn thờ vờ tài đấy. Bàn thờ ta thấy là đơn sơ và giản dị, chỉ là bằng tre bằng nửa thôi. Nhưng có cái tấm biển sơn son thiệp vàng. Đây là quà vua Thanh Thái đã ban tặng cho bố bác khi ông thi đỗ. Trên đó có 4 chữ vàng là ân tử ninh gia, nghĩa là ơn vua ban cho gia đình tốt. Bố bác trân trọng dừng ngay cạnh bàn thờ, chính là để tưởng nhớ công lao của vợ. Năm tháng qua đi, những người thân trong gia đình bác giờ đã không còn ai nữa. Bố bác thì mất ở trong Đông Tháp, ta cũng rước về đây. Chị gái với cả anh trai bác đều hoạt động yêu nước, không lập gia đình riêng cả. Nên đúng phong tục, các con mất thì cũng về đây hương khói chung bàn thờ với bố mẹ. Bàn thờ trở thành nơi thờ để tưởng nhớ đến những người thân trong gia đình bác rồi.
cả bố, cả mẹ, cả chị gái và anh trai của bác. Còn ở đây có một bộ phận lớn, bộ phận là để làm nơi tiếp khách của gia đình. Và ngày đó thì bố bác đón những người bạn yêu nữ của mình đến chơi nhà, ngồi xếp băng tròn chân ở quanh bộ phận này. Họ nói với nhau chuyện văn chương, thi cử rồi bàn việc nước. Bác mình thì cứ mỗi lần như vậy, người cứ khoanh tay đứng chờ bố sai lấy thuộc lấy ra để mà tiếp khách. Qua câu chuyện đó, bác đã hiểu được nỗi băn khoăn trăn trở của các bậc cha chủ dạy vay. Đó chính là cơ sở để hình thành lòng yêu nước thương dân của người. Còn bên này á, có căn buồng là nơi mà cô Thanh chị bác nghỉ. Chị gái bác Khô về đây đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi rồi, nổi tiếng thông minh xinh đẹp cả một vùng. Nhiều chàng trai cứ muốn hỏi về làm vợ mà cô không đồng ý lấy chồng. Hoạt động yêu nước sôi nổi, bà con gọi cô là Bạch Liên, có nghĩa là bông hoa xanh trắng. Bây giờ để tìm hiểu thêm về cuộc sống gia đình bác Hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào thăm những kỳ vật ở phía trong này. Mời. Dạ vâng ạ. Ở đây có một chiếc giường nhỏ là nơi nghỉ của cô Nguyễn Thị Thanh, chị gái bác Hồ. Ngày xưa căn buồng của người phụ nữ thì khá là kín đáo, có hai lối nhỏ để ra vào là bên này và bên này thôi. Bây giờ thì mình đã mới mở thêm hai lối lớn để cho sáng hơn, khách tham quan về thăm thì có thể quan sát được dễ dàng hơn. Ở phía trong này á, có khá là nhiều kỷ vật của gia đình bác nữa, chúng ta có thể tiếp tục vào thăm. Dạ vâng ạ. Hai gian cuối của ngôi nhà thì em thấy là có nhiều kỷ vật. Ở đây là nơi bố bác đang nghỉ đây. Bố bác Hồ là mỗi lần đọc sách thì kê đầu lên bậc cửa để đón ánh sáng từ ngoài vào. Phía trên có một cái hộp gỗ nhỏ là nơi đựng sách của gia đình. Còn đây gọi là án thư em ạ. Đây là nơi bố bác Hồ dạy cho cả con. Ngày đó ông thường nhắc rằng là vật dị quan gia vi ngô phong dạng, nghĩa là đừng lấy phong cách nhà quan để làm phong cách nhà mình. Bác cùng chị cùng anh sống gần gũi gắn bó với dân nghèo, nấu nước chè, luộc khoai lang thì gia đình bác mời ba con lối xóm thường cứ đến đây uống nước trò chuyện đầm ấm và thân mật. Còn ở đây á, có một chiếc rương gỗ là dùng để đựng thóc gạo với cả đồ quý. Ở đây thì có một chiếc tủ đựng hai ngăn đựng bát đĩa ăn cơm, trên đó là có cái mâm gỗ là đón khách mới dùng thôi. Cái này là cái đèn dầu nguồn thắp sáng cho cả gia đình bác mỗi khi mà đêm về. Còn ở đây á, là bộ phản chính là nơi bác Hồ nghỉ chung với anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm. Anh trai thì hơn em 2 tuổi, học chung lớp, thế nên là họ quấn quýt yêu thương như là hai người bạn vậy. Gia đình sống ở đây một thời gian thì đi hoạt động yêu nước mỗi người một nơi. Sau này bộ phản được cho một người nghèo ở trong làng sử dụng. Có lần về mùa đông họ đốt lửa sưởi ấm, không ngờ là ngủ quên, cháy một tấm phản rồi. Mình cưa phần cháy, sau đó thì có cưa những cái phần còn lại cho băng cho đẹp hơn. Mà ta hình dung á, cưa đi thì là chưa đầy một găng tay này. Thế mà xa cách hơn nửa thế kỷ, khi bác về thì bác nhận ra ngay. Người đã xúc động hỏi ba con rằng là bộ phản này đã ngắn đi rồi có phải không? Ngoài trí nhớ tuyệt vời thì ta biết rằng là bác còn dành rất là nhiều tình cảm yêu thương đối với quê hương, đối với gia đình, đối với những người thân yêu nhất. Ở dưới này là không gian nhà bếp, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào thăm. Đây là ngôi nhà ba gian là nơi sinh hoạt ăn uống của gia đình bác em ạ. Ở đây thì có chum nước của gia đình này, có gác bếp nhỏ, ngày đó thì bác thường cứ giúp chị nhóm lửa làm cơm ở đây. Còn ở đây á, có cái mâm tre để mà gia đình thường ăn cơm hàng ngày. Dân xứ Nghệ mình ngày xưa gọi là mươn đấy. Còn đây là chàn tre để đựng thức ăn và cái nồi niêu của gia đình. Chị ơi, em thấy rằng là ở phía ngoài vườn ý, thì chúng ta có trồng rất là nhiều loại rau. Vậy thì không biết là đây là rau gì đấy hả chị? Vườn nhà bác thì như em thấy là trồng rau chứ không trồng hoa. Bởi vì khi mà bác về thăm quê, có đồng chí xin phép được trồng hoa cho đẹp thì bác bảo là bác thấy là khoai lang vẫn đẹp. Bởi vì là bác muốn người dân là tăng gia sản xuất hoa màu, có hoa đẹp để có thu hoạch đó em. Ở đây còn có cây cam này, ở đây là cây bưởi. Tí nữa ta lại đây thăm thì còn có cả cây ổi nữa. Sau nhà thì có một hàng cau rất là đẹp như em thấy đấy. Các cái cây này là đều do lời bác nhất về thăm quê để mà chúng ta trồng lại cho đúng cảnh xưa nhà bác em ạ. Chị ơi, không biết là hàng rào nhà bác thì bờ rào nhà bác thì được làm bằng cây gì mà em thấy rất là đẹp và đặc biệt ạ?
Ngày xưa em ạ, khi mà bác về thăm quê, di tích này mới khôi phục cho nên là cổng nhà bác thì mở lối bên kia. Sau này về thăm bác nhắc rằng là xưa lối vào nhà bác bên này, bây giờ mình mở đúng lối cũ. Và bác còn nhớ rằng là đường vào nhà một bên có cái hàng tre mật hảo, bên kia có hàng dâm bụt. Theo lời bác nhắc thì bây giờ mình đã trồng cây cũ lại đúng vị trí cũ. Và các cái hàng cây như là cây dâm bụt, cây mật hảo này thì là đúng như cảnh xưa của người dân ngày xưa ở đây em ạ. Cây dâm bụt và cây mận chè mận hảo à chị? Đúng rồi. Quả là những cái cây không chỉ là rất là đẹp này mà còn cái tên của nó cũng rất là mỹ miều đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này sở dĩ gọi là chè mận hảo bởi vì là người dân cũng có thể cắt và nấu nước uống vì nó chát chát như chè vậy, cho nên gọi là chè mận hảo đấy. À, vậy thì không biết là địa điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ đến thăm thì là địa điểm nào vậy ạ chị? Bây giờ thì chị sẽ dẫn em sang thăm nhà hàng xóm của Hoàng Xuân Tiền và thăm cả lò rèn nữa em ạ. Vậy thì chúng ta cùng đi thôi ạ. Ta đi lối này em. Dạ vâng. Chị ơi, em thấy rằng là ở đây vẫn còn rất là nhiều cây tre đúng không ạ? Đúng rồi. Tre gắn liền với hình ảnh của đất nước Việt Nam chúng ta. Sự nghề mình ngày xưa cũng rất là nhiều tre đấy. Dạ. Chị ơi, hình như đây là nhà ông Hoàng Xuân Tiện đây rồi phải không ạ? Đúng rồi, đây là sát bên cạnh nhà của ông Phó Bảng huyện Sinh Sắc, bố bác Hồ thì có nhà của ông Hoàng Xuân Tiện. Thực ra thì ông tên là Hoàng Xuân Tiện hoặc còn có tên là Hoàng Xuân Luyến, nhưng mà gọi theo tên của con trai đâu á. Tập tục của người dân ở đây là gọi là tên của người con trai đầu là Điền cho nên gọi là Cố Điền đấy. Cố Điền còn mở một lò rèn ngay phía bên này. Mời em sang thăm nhé. Dạ, về chúng ta đi thôi ạ. Đến lò rèn Cố Điền rồi, chị mời em vào thăm nhé. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng vào trong chứ chị. Rồi, mời em vào. Ta vào đến lò rèn thôi em. Dạ. Ở đây thì có một cái số những cái dụng cụ để người dân ngày xưa làm nghề rèn đấy. Bác Hồ tuổi niên thiếu thì thường sang đây để mà giúp cho ông Điền kéo bể rồi đập đè. Rồi những cái lúc mà rỗi rãi thì người làm còn làm ra những cái đồ chơi rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Ngày xưa vào cái thời điểm bấy giờ thì người dân thường tập trung ở lò rèn này bàn tán sôi nổi về những cái phong trào yêu nước. Người dân thì chịu rất là nhiều cực khổ, bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Những cái phong trào yêu nước của các sĩ phu yêu nước đang diễn ra khắp cả đất nước. Điều đó đã tác động rất là mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm của Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành. Sau này bác về thăm quê thì bác vẫn nhớ thăm nhà mình xong thì bác chỉ tay vào hướng này, về hướng này và bác nói rằng là bác hỏi bà con rằng là lò rèn có con nữa không? Trong này có lò rèn có con nữa không? Rồi là khi mà gặp ông Điền thì bác con khuyên rằng là nên tiếp tục nghề rèn để cho bà con có công cụ sản xuất. Lò rèn thì trở thành một trong những di tích rất là quan trọng trong quần thể di tích của làng Sen quê nội. Chị Huyền ơi, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã được tham quan di tích lò rèn. Vậy thì tiếp sau đây chúng ta sẽ đi đâu hả chị? Thăm xong lò rèn Cố Điền thì chị sẽ mời em cùng như là quý vị khán giả sẽ về thăm nhà của cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội bác Hồ. Vậy thì chúng ta cùng đi thôi ạ. Mình đi thôi. Ta theo lối này. Dạ vâng. Chị ơi, vậy là chúng ta đã đến với nhà của ông nội bác Hồ rồi đúng không ạ? Đúng rồi em, đây chính là nhà của cụ Nguyễn Sinh Nhậm ông nội bác đấy. Chúng ta cùng vào thôi ạ. Chị ơi, đây có phải là cây giới không hả chị? Đúng rồi em, một cây giới bình thường thôi nhưng mà mình cắt tỉa thành là tạo hình, thành ra là nó rất là đẹp đúng không nào? Em thấy các cây cối ở đây thì đều được các anh chị nhân viên chăm sóc và cắt tỉa rất là đẹp chị ạ. Đúng rồi, cây giới này có tuổi thọ cũng rất là cao đấy em ạ. Có nhiều cây thì có tuổi lên đến mấy trăm năm á. À dạ.
À, chị mời em qua đây để nghe nội dung thuyết minh một chút em. Dạ vâng ạ. Đây là nhà của cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội bác Hồ. Theo như gia phả thì cụ Nguyễn Sinh Nhậm là thuộc thế hệ thứ 10 của dòng họ Nguyễn Sinh, một dòng họ lớn ở Lăng Sen lúc bấy giờ. Cụ lập gia đình sớm và sinh được người con đầu tên là Nguyễn Sinh Thuyết hay còn gọi là Nguyễn Sinh Trợ. Nhưng mà không may, vợ của cụ sớm qua đời, cụ đã ở vậy nuôi con đến khi trưởng thành, gả vợ cho con á, thì mới đi bước nữa với cụ Ba Ha Thị Hy và sinh được ông Nguyễn Sinh Sắc. Ông Nguyễn Sinh Sắc là bố bác đấy. Là ông Nguyễn Sinh Sắc được sinh ra và sống những năm tháng đầu tiên cùng với bố mẹ mình tại ngôi nhà này. Sau đó thì là khi ông Nguyễn Sinh Sắc lên 3 thì không may là cụ Nguyễn Sinh Nhậm lâm bệnh rồi qua đời. Một năm sau, cụ Hà Thị Hy cũng không còn nữa. Ông Nguyễn Sinh Sắc lại tiếp tục sống ở ngôi nhà này cùng với anh trai và chị dâu của mình. Sau đó thì được cụ Hoàng Đường, ông ngoại bác Hồ đón về dưới Hoàng Trù nuôi dạy. Trải qua một thời gian dài khổ học thì ông Nguyễn Sinh Sắc đã đỗ đạt và vinh quy bái tổ về sống ở Lăng Sen này. Tuổi niên thiếu khi mà được sống ở Lăng Sen á, thì bác cùng với anh chị mình sang đây được sống trong tình cảm yêu thương của những người ruột thịt. Và khi mà tuổi về già, anh chị bác Hồ đã có nhiều hoạt động yêu nước tại đây. Chính ngôi nhà này, ngày 23 tháng 8 Canh Dân, tức là năm 1950, thì người anh trai vô cùng tôn kính của bác đã trút hơi thở cuối cùng tại đây. Là ngôi nhà này mang rất là nhiều ý nghĩa như vậy. Là nơi bố bác Hồ sinh ra này, nơi gắn bó với tuổi thơ của bác này, nơi ghi dấu những cái hoạt động yêu nước của anh chị bác. Rất là nhiều ý nghĩa như vậy. Ngôi nhà này đã trở thành một cái di tích lịch sử quan trọng tại cùng di tích Lăng Sen quê nội bác Hồ. Vào ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết thì con cháu của dòng họ bây giờ vẫn về đây tề tựu đông đủ, dâng lễ, dâng hoa để tưởng nhớ các bậc tổ tiên của mình đây. Vậy thì đây là nhà thờ Chi Hai. Vậy thì không biết là nhà thờ lớn thì là ở đâu hả chị? Bây giờ thì chị sẽ mời em cùng với quý vị khán giả về thăm nhà thờ Đại Tôn của dòng họ Nguyễn Sinh. Chị ơi, em thấy ở ngoài vườn của nhà ông nội bác thì có rất là nhiều loại cây đúng không chị? Đúng rồi, vườn cây trái rất là nhiều loại cây ăn quả. Thì cái tuổi niên thiếu khi mà bác về sống ở Lăng Sen thì người thường sang đây và nhiều lần người cũng được nếm thử những cái trái cây ngon trong vườn này em. Chị ơi, chúng ta đã đến với nhà thờ Đại Tôn của họ Nguyễn Sinh đây rồi phải không hả chị? Đúng rồi, đây chính là nhà thờ Đại Tôn đấy. Theo gia phả thì cụ Nguyễn Bá Phổ là người thủy tổ của dòng họ đấy em ạ. Đến khai phá sinh cơ lập nghiệp ở đất Kim Liên thì trên 700 năm rồi. Và bác chúng ta là thuộc thế hệ thứ 12 của dòng họ. Nhà thờ Đại Tôn này thì do con cháu trong dòng họ góp công góp của để mà xây dựng trên mảnh đất hương hỏa của dòng họ rộng khoảng 500 m². Ông Nguyễn Sinh Sắc bố bác khi bắt đầu thành danh, bắt đầu đỗ cử nhân thì một trong những cái việc làm đầu tiên của ông đó là đóng góp công góp của để mà xây dựng nhà thờ khang trang đẹp đẽ hơn. Ông đã từ tay tạc lên đôi cột quyết trước nhà thờ dòng chữ là Hồng Lạc Giang San Kinh Thiên Trụ Thạch. Bên kia có dòng là Liên Hoàn Tả Hữu Bạt Địa Văn Minh, có nghĩa là núi sông Hồng Lạc như là cột đá chống trời, con cháu Kim Liên quyết xây đắp văn minh. Tuổi niên thiếu thì bà của chúng ta vẫn thường về đây để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên ông bà của mình. Ngày về thăm quê vào ngày 16 tháng 6 năm 1957, sau khi thăm nhà ông phó bà Nguyễn Sinh Sắc thì bà cũng về đây xúc đồng dâng nén hương thơm để mà tưởng nhớ các bậc tiên tổ. Được gặp gỡ những người thân trong dòng họ thì bà ân cần hỏi thăm mọi mặt về sức khỏe, về mọi mặt hoạt động của bà con trong dòng họ. Bà căn dặn rằng là sống đoàn kết yêu thương cùng xây dựng cho quê hương đẹp lòng. Và sau ngày bác ra đi vào năm 1969 thì dòng họ đã cử một đoàn đại biểu ra thủ đô Hà Nội thắp hương viếng bác. Về hiện nay trong nhà thờ có ban thờ Đại Tôn, ban thờ chi nhánh dòng họ, chi nhánh dòng họ là có chi một dòng họ. Ngoài ra còn có ban thờ để mà tưởng nhớ những người thân trong gia đình bác Hồ tại đây em ạ. Dạ, vậy em thấy rằng là tuy là đã rất là lâu rồi nhưng mà nhà thờ vẫn giữ được nguyên cái kiến trúc ban đầu cũng như là từ mái ngói hay là từ những cột gỗ đúng không ạ chị? Đúng rồi. Trên thường hương của nhà thờ có dòng chữ là Từ Đức Nguyên Niên Tạo Tác, có nghĩa là hoàn thành năm Từ Đức thứ nhất năm 1848. Nhưng mà từ đó đến nay thì con cháu trong dòng họ vẫn thường xuyên góp công góp của để mà tu sửa lại nhà thờ.
Thì cái phần kiến trúc nhà thờ thì đồ gỗ là nhiều cái ta vẫn còn giữ được từ ngày xưa đây. Vậy là chúng ta vừa thăm viếng xong nhà thờ Đại Tôn dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ nội của Bác Hồ rồi đấy em. Dạ vâng ạ. Vậy thì không biết là tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu nữa hả chị? Ở Lăng Sen này còn có nhà của cử nhân Vương Thúc Quý là thầy giáo dạy học của Bác Hồ. Vậy thì chúng ta cùng đi thôi ạ. Chị ơi, vậy là chúng ta đã đến với nhà của thầy Vương Thúc Quý rồi đúng không ạ? Đúng rồi em, đây chính là nhà của cử nhân Vương Thúc Quý, thầy giáo dạy học của Bác ấy. Dạ vâng ạ. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút về thầy Vương Thúc Quý cho quý vị khán giả cũng được biết không ạ? Cụ Vương Thúc Quý là sinh năm Nhâm Tuất, có nghĩa là năm 1862. Cụ là con của tú tài Vương Thúc Mậu, một lãnh tụ của đội Trung Nghĩa binh chống Pháp ở Kim Liên thời bấy giờ. Cụ vốn thông minh mẫn tiệp, thế cho nên là được xếp vào hàng tứ hổ của Nam Đan. Người dân Nam Đan ngày xưa có câu là uyên bác bất như san, tài hoa bất như quý, cương khí bất như lương, thông minh bất như sắc. Ca ngợi bốn người trong tứ hổ Nam Đan đấy. Vì nặng lòng yêu nước, thế cho nên là cụ Vương Thúc Quý đỗ đạt nhưng mà không ra làm quan. Tại nhà này cụ đã mở lớp dạy học và hoạt động yêu nước. Tuổi niên thiếu thì Bác Hồ cùng với anh trai được bố cho học thầy cử Vương ở đây. Thầy thường dạy học trò của mình rằng là yêu nước thì không quên tổ, uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nỗi nhục xưa không quên. Có kỷ niệm tuổi niên thiếu ngay mà Bác đi học, đó là khi mà thầy giáo ra về đối rằng là đốt dầu lên đèn vương ra đế, thì Bác liền đối lại rằng là cưỡi ngựa dong thẳng tấn lên đường. Thầy rất là xúc động trước cái ý chí mạnh mẽ, nghị lực phi thường của một người học trò mới có 11 tuổi là Bác chúng ta đấy. Vậy thì lúc nãy em có nghe chị gọi thầy Vương Thúc Quý là cử vương. Vậy thì em không biết là tại sao chúng ta lại gọi là cử vương hả chị? Thầy cụ Vương Thúc Quý là người đỗ học vì cử nhân cho nên chúng ta gọi là thầy cử vương. Vậy là những cái kỷ niệm đối với người thầy giáo thời niên thiếu mãi không phai mờ trong tâm trí Bác em ạ. Chính vì thế mà trong hai lần về thăm quê thì Bác của chúng ta đều hỏi thăm về gia đình thầy cử vương. Bác nói rằng là thầy cử vương là thầy giáo dạy học của Bác thời niên thiếu. Vậy là thầy cử vương là một người có một dấu ấn và tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ đúng không ạ chị? Đúng rồi. Tại Lăng Sen thời niên thiếu thì Bác được học rất là nhiều thầy giáo. Nhưng mà thầy cử vương là một trong những người thầy giáo mà để lại nhiều cái tình cảm tốt đẹp nhất đối với Bác mình đấy. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, vậy là vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chị Huyền kể về nhà thầy cử nhân Vương Thúc Quý. Và theo như Hồng Nhung được biết thì ở đây còn có một vị trí nữa gắn liền với hai lần Bác về thăm quê, đó có phải là cây đa và sân vận động phải không ạ chị Huyền? Đúng rồi, đó là cây đa sân vận động Lăng Sen đấy em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cây đa và sân vận động Lăng Sen nhé. Trước cách mạng tháng 8 thì là ở đây là một cái lùm cây cho nên là người dân trong vùng thường ra lấy củi về dùng. Sau này thì là trở thành một cái điểm sinh hoạt của bà con ở đây. Thì như là người dân thường ra đây thì tổ chức thể thao thể dục. Giờ đây sân vận động này á, là thường người dân Kim Liên cũng như là các cái xã lân cận thường tổ chức những cái sinh hoạt văn hóa. Đây là cây đa nơi mà Bác Hồ về thăm quê hai lần thì người đều nói chuyện với nhân dân của xã Kim Liên với bà con lân cận ở đây. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1957, trong lần về thăm quê thứ nhất á, thì Bác đã đứng dưới trên khán đài dưới bóng mát của cây đa này nói chuyện với hàng vạn cán bộ cũng như là đồng bào bà con nơi đây. Bác còn căn dặn rằng là nếu như bà con làm tốt á, thì nhất định là Bác sẽ về thăm lần nữa. Giữ đúng lời hứa của mình, vào ngày 9 tháng 12 năm 1961 thì Bác lại trở về quê hương Kim Liên lần thứ hai. Sau khi mà làm việc với cán bộ xã ở phía bên đền thờ của làng thì Bác này ra dưới bóng mát cây đa quen thuộc này nói chuyện với bà con. Ngày về thăm quê đó thì Bác đã ân cần hỏi thăm đến mọi mặt hoạt động đời sống của bà con. Rồi Bác có dặn dò rằng là bà con làm tốt được những cái điều Bác dạy á, tức là góp phần xây dựng vào đời sống mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
rồi bắt nhịp bài ca kết đoàn. Ở đây thì lúc bấy giờ là hàng vạn người đã hát bài hát theo nhịp tay của bác. Và cái đa này là rất là quan trọng, nó gắn liền với kỷ niệm hai lần về thăm quê của bác vào năm 1957 và năm 1961. Và cũng tại cây đa này thì chúng ta càng thấy thêm là tình cảm của bác với người dân quê hương và cái sự gần gũi này, giản dị của người cũng như là sự quan tâm chăm sóc của người tới từ những người dân cho đến các bé thiếu nhi, phải không chị? Đúng rồi, bác hầu như là bác quan tâm đến mọi mặt đời sống của nhân dân, từ cuộc sống, từ sức khỏe của đồng bào này, rồi từ những cái hoạt động lao động sản xuất, rồi là sức khỏe của nhân dân, rồi là đến các em nhỏ, thì bác của chúng ta đều chăm lo cho đến từng người, từng nhà. Vâng ạ. Chị Huyền ơi, theo như em được biết thì ở Kim Liên còn có một địa chỉ nữa gắn liền với tuổi thơ của bác, phải không ạ chị? Đúng rồi, đó là Nội Trung em ạ. Vậy thì bây giờ em cùng chị và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên đến với Núi Trung nhé. Chúng ta đi thôi ạ. Chị ơi, vậy là chúng ta đã đến với Núi Trung rồi phải không ạ? Đúng rồi, đây chính là Núi Trung ở Kim Liên quê bác em ạ. Núi Trung này bây giờ mình đang đứng, hầu như là đứng trên đỉnh cao nhất của Núi Trung rồi đấy. Đứng trên đỉnh cao nhất của Núi Trung rồi ạ? Đúng rồi. Vâng, nhưng mà em lại cảm thấy rằng nó không hề cao giống như là các đỉnh núi mà em đã từng lên chị ạ. Đúng rồi, bởi vì Núi Trung thì cũng không cao lắm, chỉ cách khoảng 50m so với mực nước biển thôi. Nhưng mà em thấy rằng là ở đây thì có rất là nhiều loại cây và cũng có rất là nhiều cây mà em cảm giác là nó đã được trồng rất là lâu rồi, phải không ạ chị? Đúng rồi, Núi Trung bây giờ thì được trồng 79 loại cây khắp các tỉnh thành cả nước đưa về trồng để mà kỷ niệm 79 mùa xuân của bác đấy em ạ. Vậy thì chị Huyền này, không biết là vì sao người ta lại bảo là Núi Trung thì gắn liền với tuổi thơ của bác Hồ, cũng như là đây là nơi khơi gợi lòng yêu nước của bác Hồ à chị? Đúng rồi, Núi Trung này thì gắn liền với hình ảnh Kim Liên quê hương của bác Hồ và được danh sĩ Nguyễn Thiệp có cái câu thơ vịnh về Núi Trung rằng là Tam Sơn tài đỉnh hình vương tử, kế thế anh hùng vương tử tôn. Có nghĩa là Núi Trung tài đỉnh hình chữ vương, đất này đời đời con cháu sẽ nở rộ những anh hào. Khi mà bác Hồ sống ở quê nhà thời niên thiếu thì bác thường cùng với bạn sang đây thường rào chơi rồi là tổ chức những trò chơi của tuổi nhỏ. Ngày đó thì bác thường làm thủ lĩnh trong các trò chơi như là kéo co rồi là đánh trần giả. Và đội của bác các cụ kể là thường thắng đấy. Và bằng cái vốn hiểu biết về lịch sử của mình, bác thường kể cho các bạn nghe về những cái chứng tích lịch sử rồi là gương những anh hùng hào kiệt rồi là tấm gương yêu nước của các bậc cha ông, các phong trào yêu nước diễn ra. Khơi gợi cho các bạn về lòng yêu quê hương đất nước rồi lòng tự hào về dân tộc. Núi Trung gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của bác như vậy đấy mà. Vâng, quả thật là Núi Trung là một di tích rất là đặc biệt gắn liền với tuổi thơ của bác. Bên cạnh chúng ta có thể biết được rằng là tuổi thơ của bác đã vui như thế nào cùng với các bạn của mình rồi, còn đây còn là nơi để khơi gợi nên lòng yêu nước không chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn của người dân của ở đây, đúng không chị? Đúng rồi. Những cái dịp mà cuối tuần rồi ngày lễ, ngày nghỉ thì là ở đây thì người dân địa phương cũng như là ở Vinh và các vùng lân cận vẫn thường sang đây để mà họ tổ chức cắm trại rồi là tổ chức vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Vâng, quả thật là Núi Trung là một địa điểm rất là lý tưởng để các gia đình, đặc biệt là những gia đình nào mà đang có các em nhỏ thì có thể về đây vào những dịp cuối tuần để chuẩn bị cho một tuần mới làm việc và học tập hiệu quả hơn, phải không ạ chị? Đúng rồi, người lớn chúng ta thì khi được vui chơi ở đây thì sẽ giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, đúng không nào? Còn trẻ em thì cũng được hòa mình vào thiên nhiên, được học tập rất là nhiều điều từ những ngày trên sách vở trên ở nhà trường thì không có, đúng không nào? Dạ vâng. Được sống với cái không khí rất là mát mẻ trong lành ở đây. Chị Huyền này, em được biết là ở đây, ở trên Núi Trung này còn có một công trình nữa, một công trình rất đặc biệt. Vậy thì không biết đó là công trình nào hả chị? Đúng rồi em, đó chính là đền Trung Sơn em à. Đền Trung Sơn ạ? Vậy thì chị Huyền có thể dẫn Hồng Nhung cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên với đền Trung Sơn được không hả chị? Xin kính mời quý vị khán giả cùng với em Hồng Nhung và hướng dẫn viên Thanh Huyền sẽ đến thăm đền Trung Sơn.
Chị Huyền ơi, vậy là chúng ta đã đến với đền Trung Sơn rồi phải không ạ chị? Đúng rồi, đền Trung Sơn ngay đây rồi em ạ. Chị Huyền này, em đã được nghe rất nhiều về khung cảnh ở đền Trung Sơn, nhưng mà quả thật là khi mà được trực tiếp đến với đền Trung Sơn ấy thì khung cảnh ở đây em thấy thật là tuyệt vời, rất là đẹp, với những hàng cây xanh bóng này, với dãy núi xanh ở phía sau rồi hàng cây ở xung quanh đền, rất là đẹp chị Huyền ạ. Đúng rồi, bởi vì nơi đây là gắn liền với tuổi thơ của bác, rồi được sự quan tâm của Đảng Nhà nước thì đã cho xây dựng khu đền. Công trình này là cái nơi để mà thể hiện sự tôn nghiêm, rồi là thể hiện được cái tấm lòng đời đời biết ơn đối với công lao to lớn của bác cũng như là những người thân trong gia đình người, và thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đây em ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đền Trung Sơn chị nhé. Đền Trung Sơn thì được khởi công xây dựng là từ năm 2012 em ạ. Sau 8 năm xây dựng thì công trình được khánh thành. Cái dịp khánh thành lại đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm sinh nhật bác đấy, vào dịp tháng 5 năm 2020. Em nhìn ở đây thì rất là rộng, vậy thì không biết là tổng diện tích của đền là bao nhiêu hả chị? Diện tích của đền rộng tới 80 hecta đấy em ạ. 80 hecta ấy ạ? Có tới 18 hạng mục công trình đấy. Đây là chúng ta đang chuẩn bị bước qua cổng tam quan đây em. Cổng tam quan ạ. Lối vào đền thì gồm có 3 lối cổng gọi là tam quan, và chúng ta thường là đi vào thì đi về lối bên phải này. Lát nữa đi ra thì chúng ta lại đi ra lối bên này em ạ. Ở đây hai bên thì có nhà chiêng, nhà trống hai bên em này. Em ơi, bây giờ chúng ta đang ở điện thờ chính rồi đấy. Vậy thì chị có thể giới thiệu một chút về điện thờ chính của đền Trung Sơn này cho quý vị khán giả được biết không ạ? Ở điện thờ chính thì bao gồm có 5 ban thờ. Vừa rồi thì chúng ta đã thắp hương ở ban thờ, đây là nơi thờ các vị thân, thờ các anh hùng liệt sĩ. Ban thờ này là thờ riêng bác, còn trong này á, là thờ gia tiên bên nội, bên ngoài, và cả ban thờ gia đình, những người thân trong gia đình bác nữa đây em ạ. Dạ vâng, em thấy rằng là ở đền Trung Sơn này thì ngoài cái không khí trang nghiêm vốn có của đền thờ thì còn có kiến trúc rất là đặc biệt, với kiến trúc mái ngói này, rồi vốt uốn lượn, rồi là các bức phù điêu chạm khắc cũng rất là tuyệt vời chị ạ. Đúng rồi, chị cũng nhận thấy kiến trúc nơi đây rất là hài hòa, vừa tôn nghiêm của nơi thờ lại vừa hài hòa với không gian cảnh quan xung quanh đấy. Chính vì thế mà đền Trung Sơn này ấy, là một cái địa điểm rất là ý nghĩa để du khách con cháu gần xa mỗi khi mà về thăm quê hương của Bác Hồ thì có thể kết hợp lên đây để mà thắp hương, để tưởng nhớ đến tổ tiên, rồi tưởng nhớ đến những người thân trong gia đình Bác Hồ, và đặc biệt là tưởng nhớ đến công lao to lớn của Bác Hồ đấy em ạ. Vâng, đúng là đây là một điểm du lịch mà các du khách không thể không đến mỗi khi mà về với khu di tích Kim Liên, đúng không ạ chị? Đúng rồi em.
Chị ơi, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã được đến thăm với đền Trung Sơn này, được dâng hương lên và cảm ơn công lao to lớn của gia đình cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi. Vậy thì không biết là bây giờ trong chuyến hành trình tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ đi đến địa điểm nào tiếp đây hả chị? Bây giờ mời em Hồng Nhung cùng quý vị khán giả sẽ về thăm di tích Hoàng Trù Quê Ngoài của Bác Hồ. Bây giờ mời em chúng ta cùng đi nhé. Vậy thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đi thôi nhé. Vậy thì chị Huyền ơi, không biết là từ đền Trung Sơn về đến làng Hoàng Trù thì mất bao nhiêu phút hả chị? Ở đây đến Hoàng Trù Quê Ngoài Bác thì cũng chưa đến một cây số em ạ. Chúng ta đi xe ô tô thì chỉ vài phút là đến nơi thôi. Vậy thực ra thì cũng gần đúng không ạ chị? Đúng rồi, các điểm tham quan ở khu di tích Kim Liên khá là gần nhau mà. Bây giờ chúng ta đã đến với làng Hoàng Trù Quê Ngoài của Bác Hồ rồi đấy em ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không vào khám phá luôn làng Hoàng Trù đi chị. Rồi, mời em. Dạ. Chị ơi, em thấy rằng là ở bên lối đi vào ấy thì chúng ta thấy có thể có những cái ngôi nhà cổ được làm từ tre nứa, tuy là rất đơn sơ nhưng mà cũng rất là đẹp chị ạ. Nhà này là những cái ngôi nhà hàng xóm, đồng thời cũng là anh em thúc bá với cụ Hoàng Đường ông Ngoài Bác đấy. Ở bên cạnh chúng ta đây có nhà của cụ Hoàng Xuân Thục này. Nhà xung quanh ngày xưa là làm nhà thì thiết kế gọi là kiểu tứ trụ. Xung quanh thì một số ngôi nhà thì có thể bằng gỗ nhưng mà cũng phần lớn là bằng phên tre nữa. Còn trên là lợp bằng mái tranh đấy. Những ngôi nhà mang những cái nét rất là đặc biệt và rất riêng. Đúng rồi. Chị ơi, theo như em thấy thì ngôi nhà ở đây thì có một nhà lớn và một nhà bé. Tại sao vậy ạ? Đúng rồi, ngày xưa cả cụ thường mỗi gia đình là có tới hai ngôi nhà. Ngôi nhà phía nhà lớn ở phía trên gọi là nhà chính, thì đó là nơi thường là thờ tự tiếp khách với nghỉ ngơi. Còn ngôi nhà ngang phía dưới là để sinh hoạt ăn uống em ạ. Và bên này thì gia đình này còn có một ngôi nhà nhỏ bên này. Nhà này là dành cho trâu bò. Chị ơi, vậy đây còn là nhà của ai đây ạ? Đây là nhà của cụ Hoàng Phan Mỹ em ạ. Chị ơi, vậy là chúng ta đã đến với di tích Hoàng Trù rồi đúng không ạ chị? Đúng rồi, đây chính là di tích Hoàng Trù Quê Ngoài Bác đấy em. Dạ. Gọi là di tích Hoàng Trù bởi vì là nằm trong lòng của làng Hoàng Trù ấy. Làng xưa còn có tên gọi là làng Chùa. Chị Huyền này, tại sao lối đi ở đây lại có hình rích rắc như thế này ạ? Ở trong khu vườn thì có tới 3 ngôi nhà. Thì lối bên này là chúng ta sẽ sang thăm nhà của ông bà ngoại. Còn lối bên này là nhà của bố mẹ Bác Hồ đấy. Dạ vâng ạ. Vậy thì có lẽ trước hết chúng ta sẽ sang thăm nhà của ông bà ngoại của Bác trước đúng không ạ? Vâng ạ. Bây giờ chúng ta đang vào thăm nhà của ông bà ngoài Bác đấy. Nhà này là ngôi nhà có 5 gian tất cả. 5 gian. Bây giờ thì chúng ta đang thăm nhà của ông bà ngoài Bác Hồ đấy. Ông ngoài Bác Hồ là cụ Hoàng Đường, là một thầy giáo dạy học. Bà ngoài Bác thì tên là Nguyễn Thị Kẹp, cụ dệt vải và làm ruộng. Ở đây là nơi mà ông ngoài Bác mở lớp dạy học đấy. Ngày đó thầy giáo khi mà giảng bài thì cứ ngồi đến phản này giảng bài cho học trò. Còn các trò thường khi nào viết á, thì thường kê quanh phản này đây. Ở đây thì ta thấy là có hai cái bộ án thư và trang kỷ bằng tre. Đây là nơi ngoài tiếp khách,
Ngoài ra đề chấm bài thi cho trò là ở phía bên này. Còn ở đây á, ở đây là bộ phản nơi cụ Hoàng Đường với người học trò tên là Nguyễn Sinh Sắc nghỉ ở đây. Hai gian phòng phía trong này á, là nơi nghỉ của cụ bà Nguyễn Thị Kẹp với hai người con gái, vừa đẹp nết lại vừa đẹp người. Bây giờ mời em Hồng Nhung và quý vị khán giả cùng về thăm những kỷ vật ở trong đó. Ở đây có chiếc khung cửi. Ngày xưa thì bà ngoại đã truyền nghề dệt vải cho mẹ cho dì bác đấy. Chiếc giường ngày xưa của người phụ nữ thì cũng rất là bé nhỏ. Ở đây có chiếc tủ hai ngăn để đựng vật dụng hàng ngày. Còn chiếc rương này là để đựng thóc gà của gia đình này em ạ. Bên cạnh còn có một cái chum là nơi đựng nước. Thì gia đình ông bà ngoại đã sống ở đây với hai người con gái. Và sau đó thì có đón một người học trò từ làng Sen về nuôi dạy là ông Nguyễn Sinh Sắc của bà Khô. Ông Nguyễn Sinh Sắc về sống cùng với gia đình này, trở thành một chàng trai có tài có đức, cho nên là được ông bà ngoại cho làm con rể, gả con gái đầu tên là Hoàng Thị Loan cho. Ngoài tổ chức lễ cưới, rồi còn làm cái ngôi nhà nhỏ ba gian ở phía bên kia cho bố mẹ bác có chỗ ở nữa. Bác Hồ cùng chị cùng anh, vì thế mà được sinh ra ngay chính tại mảnh đất Hoàng Trù quê ngoài này em ạ. Bây giờ thì để tìm hiểu thêm về cuộc sống gia đình và tuổi thơ của bác, chị mời em cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng về thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình bác. Dạ vâng ạ. Ngày xưa khi mà bác Hồ còn nhỏ sống ở đây á, thì ngay sau nhà ngoài là có một cây mít. Cây mít có tuổi hơn 100 năm. Nhưng hiện nay thì cây mít không còn nữa và chúng ta đã trưng bày gốc cây mít ở trong năm ở đây. Rất là may chúng ta đã ươm trồng được một cây mít con ngay chính tại vị trí của cây mít cũ. Cây mít khá là sạch tốt như là em thấy đấy. Dạ vâng ạ. Trước khi về thăm nhà của gia đình bác Hồ, chị mời em vào đây để mà tưởng nhớ đến ông bà ngoại của bác trước đã. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đang thăm nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân, dòng họ ngoài của bác. Ông ngoại bác Hồ lập nhà thờ này lên á, để mà thờ cúng từ đời ông cố nội. Sau này khi ông bà ngoại không còn thì đây là nơi thờ cả hai cụ. Thuở nhỏ thì bà của chúng ta thường về trước ban thờ này dâng hương hoa lễ vật để mà nhớ tới các bậc tổ tiên. Về thăm quê thì bác hỏi là nhà thờ được lợp ngói và xây tường từ bao giờ vậy? Bởi vì xưa lúc mà còn nhỏ thì bà còn nhớ rõ hình ảnh của nhà thờ này á, chỉ là một ngôi nhà tranh thôi. Thì con cháu thưa với bác rằng là khoảng những năm 1930, đời sống người dân đã bớt phần khó khăn thì mới góp công của xây tường lợp ngói. Bác mình rất là vui khi mà nhìn thấy tế khí ban thờ này sạch sẽ trang nghiêm. Bây giờ thì chị mời em Hồng Nhung cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ về ngôi nhà nhỏ nơi bác Hồ cất tiếng khóc chào đời. Chúng ta đi đây ạ. Chị ơi, em thấy ở phía trước đây thì có một hàng dâu đúng không ạ chị? Đúng rồi em. Hàng dâu này là gắn với công việc chăm tăm dệt vải của bà ngoại với cả mẹ và dì bác đấy. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại ngôi nhà nơi mà gia đình bác Hồ có những ngày tháng đông đủ, đầm ấm, hạnh phúc nhất. Ngôi nhà nhỏ ra đời năm 1883, đó là năm mà ông bà ngoại tổ chức lễ cưới cho bố mẹ bác. Ở gian thứ nhất này á, thì chúng ta thấy ngay cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, xưa gọi là án thư, là nơi mà bố bác miệt mài cuộc đời đen sách. Sau những giờ học tập, lao động căng thẳng, thì ông với các con lại đùa vui, chờ mẹ làm cơm ở trên bộ phản này. Khi nào mà gia đình có khách đến chơi, á, đây cũng chính là nơi tiếp khách. Phía trong còn có nhiều kỷ vật gắn với cuộc sống gia đình và tuổi thơ của bác. Mời em Hồng Nhung và quý vị khán giả chúng ta tiếp tục vào thăm. Dạ vâng ạ. Ở đây thì có nhiều kỷ vật của gia đình bác.
ở sau bức màn nhuộm nâu có một chiếc giường nhỏ. Đây là nơi nghỉ của mẹ bác và chính là nơi mẹ bác sinh ra ba người con. Chị bác là cô Nguyễn Thị Thanh, anh bác là cậu Nguyễn Sinh Khiêm. Bác cất tiếng khóc chào đời ngày 19 tháng 5 năm 1890 và tuổi nhỏ thì người được đặt tên là Nguyễn Sinh Cung. Hàng ngày á, mẹ bác làm việc ở ngoài đồng ruộng, rồi mẹ về lo cơm nước cho chồng cho con ở dưới căn bếp nhỏ. Đêm đêm mẹ gửi gắm tình cảm của mình bên chiếc khung cửi này. Mẹ thường dừng tay để mà kéo võng hả ru cho con ngủ. À ơi, con ơi, mẹ dặn câu này, chăm lo đèn sách cho tay áo cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh phụ nhẹ nước non phải đền. Bà cung chị cung anh lớn lên giữa lời ru ngọt ngào âu ớ của mẹ, hòa lẫn là nhịp nhàng lách cách của tiếng thoi đưa. Gia đình bác đã gắn bó tại đây cho đến khi mà bác lên năm, thì bố học trường Quốc Tử Giám tại Kinh Thành, cả gia đình đã vào Huế sinh sống. Từ đây vào Huế 400 cây số, vì không đủ tiền thuê xe ngựa, thế nên là cả gia đình bác phải đi bộ ròng rã cả một tháng trời mới đặt chân đến nơi. Ở Huế thì mẹ bác lại tiếp tục dệt vải để nuôi chồng nuôi con. Cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ còn sinh thêm một người con nữa là cậu bé Nguyễn Sinh Xin. Rồi mẹ bác lâm bệnh và qua đời khi tuổi con rất trẻ, hưởng dương được có 33 thôi. Mẹ bác mất trong khi chỉ một tuần lễ nữa là nhân dân ta đón Tết Tân Sửu năm 1901. Bà con tưng bừng náo nhiệt đón xuân thì bác đã tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi bồng em đi xin sữa khắp nơi trong tiếng gào thét của em. Em bác lâm bệnh cũng không còn nữa. Nén chặt nỗi đau, bố bác Hồ đã đi thi và đỗ cao tới học vị phó bảng. Và ta biết rằng là sau khi mà bố bác thi đỗ thì gia đình về sống ở Lăng Sen quê nội. Từ 11 cho đến 16 tuổi là bác ở Lăng Sen quê cha. Sau đó lại tạm biệt quê hương, theo cha vào Huế, từ đó đi dân vào Nam và đi tìm đường cứu nước. Xa cách quê hương cho tới hơn nửa thế kỷ, khi mà bác có dịp về thăm làng này, bác là cụ già 71 tuổi rồi. Ngày về thăm, bác theo lối cửa nhỏ này vào đây, thăm lại cánh võng, nơi mà ngày xưa bác cùng anh chị lớn lên trong lời ru ngọt ngào âu ơ của mẹ. Rồi cứ lặng đi thật lâu bên khung cửi này. Thăm lại chiếc giường tre, nơi anh chị em bác cất tiếng khóc chào đời. Và khi mà bác đến bên cái giường gỗ, thì bàn tay già nua của bác run run cứ lần theo mặt giường. Bước quanh chiếc giường này thật lâu, rồi bác nghẹn ngào quay ra nói là giường của mẹ vẫn còn đấy à. Cả cô chủ thật là khéo giữ. Và hơn nữa là khi bác tập đi thì người chập chững viên vào phía dưới của giường này đấy. Sau khi mà thăm những kỷ vật rất là đổi thân thương trong ngôi nhà, thì bác ngày đó còn ra sân để nói chuyện với ba con nữa. Bây giờ thì mời em chúng ta cùng ra thăm phía ngoài sân nhé. Dạ vâng ạ. Khi bác về thăm quê em ạ, bác ngồi xổm ngay trước thềm nhà mình, rồi bác mời ba con ngồi quanh sân này để trò chuyện. Lúc đó thì bác có nhận ra một người bạn của mình tên là Nguyễn Thuyên. Thì bác hỏi rằng là ông bạn già con nhớ tôi không? Ôn lại kỷ niệm là ngày xưa lúc mà đi câu cá, có lần bạn giật mạnh lưỡi câu đã mắc vào vành tai bác. Hai người vui mừng ôn lại kỷ niệm sau bao năm xa cách. Rồi bác căn dặn ba con rằng là gắng tăng gia sản xuất, xây dựng quê hương đẹp giàu, làm tốt nhất định là bác sẽ về thăm lần nữa. Nhưng không ngờ đây chính là lần cuối cùng quê hương được vinh dự đón bác về. Thưa quý vị và các bạn, ngay tại ngôi nhà nhỏ này đã chứng kiến sự khổ học của ông Nguyễn Sinh Sắc, chứng kiến một bà mẹ tảo tần nuôi dưỡng ba người con khôn lớn. Nhưng rồi, bà mẹ ấy, bà Hoàng Thị Loan, sau bao thăng trầm của cuộc đời thì đã được an nghỉ tại quê cha đất tổ. Đúng rồi em, bây giờ thì bà Hoàng Thị Loan mẹ bác an nghỉ tại núi Đông Tranh thuộc dãy Đại Huệ, xã Nam Giang đấy. Vậy thì bây giờ em cùng với chị Huyền mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên với Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ để viếng mộ bà Hoàng Thị Loan chị nhé. Mình đi cùng đi thôi em.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Hồng Nhung và chị Huyền đã đến với công viên Đại Huệ và có thể thấy rằng là cảnh quan ở đây thì rất là đẹp thưa quý vị. Và theo như Hồng Nhung được biết thì nhiều loại cây ở đây là đặc sản của quê hương xứ Nghệ. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều loại cây là quà tặng được gửi từ các tỉnh khác ở trong nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên viếng mộ bà Hoàng Thị Loan quý vị nhé. À, cùng lên đâu đi quá hả? Chị ơi, hồi nhỏ thì em đã từng được bố mẹ dẫn lên viếng mộ của bà Hoàng Thị Loan. Nhưng mà theo như em nhớ thì lần đấy là bọn em đi lên từ phía bên kia, phía bên tay phải mà chị. Đúng rồi, ngày xưa thì đường lên mộ là ở phía bên tay phải đây rồi em ạ. Dạ. Sau đó thì là do mình tu sửa lại phần mộ trong dự án bảo tồn tôn tạo di tích thì là đã tu sửa lại phần mộ khang trang hơn. Và bây giờ thì chúng ta chuyển lên đường lên phía bên này để mà chúng ta trước khi lên thăm viếng mộ của mẹ bác á, thì có thể dừng chân thắp hương cho bà nội của bác trước em ạ. Dạ vâng, bây chúng ta cùng đi thôi chị. Đây thì có cái bậc thang bậc bên cạnh bậc lên xuống thì em thấy là còn có cái tay vịn lên đây. Dạ vâng. Mà ta cũng làm cái hình thức là giống như tre để hài hòa với khung cảnh tự nhiên ở đây. Rồi cũng có tác dụng là để người già trẻ nhỏ lên xuống thì thuận tiện hơn. Dạ vâng. Em thấy là nhờ có những cái tay vịn như thế này thì cái khách du lịch khi mà họ đi lên thì họ sẽ cảm thấy đỡ phần nào mệt hơn đúng không ạ? Mình an toàn hơn. Dạ vâng. Chị ơi, vậy thì còn cái những cây ở đây thì đã được trồng lâu chưa chị? Khi mà bắt đầu xây dựng phân bộ của bà Hoàng Thị Loan mẹ bác năm 1984 thì đồng thời chúng ta cũng trồng cây. Bây giờ thì cây cối đã hơn 30 năm, em thấy rất là xanh tốt. Và không gian ở đây thì thoáng mát vô cùng. Wow, hơn 30 năm nên là cây cối ở đây rất là xanh tốt và quang cảnh. Em thấy là khi mà lên đây thì rất là thoải mái, không khí thì trong lành, đúng mát mẻ đúng không ạ? Mà còn em còn nghe rất là nhiều chim nữa. Chim dạ. Buông ở đây, họ rất là hay đây. Ta sắp lên đến mộ bà nội bà Khô rồi em. Dạ. Đây mộ của bà thì ở đây rồi. Chúng ta lại vào luôn nhá. Dạ vâng. Hình như là mộ bà cũng vừa mới được tôn tạo lại phải không em? Phần mộ được mới thì được tôn tạo, dự án tôn tài tạo và khánh thành vào dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật bác 2010 đây em ạ. Dạ. Em thấy là xung quanh mộ bà thì cũng trồng rất là nhiều loại hoa đúng không ạ? Đúng rồi, à, xung quanh thì ngoài cây thông là chúng ta còn trồng cả nhiều loại như là hoa rồi là ở đây em thấy này mùa hoa ban nữa rất là đẹp. Xung quanh còn có những cái hoa mộc lan nữa thơm lắm em ạ. Cái này biết tên chưa? Cái này là liễu hồng. À, liễu hồng ạ, một cái tên rất là đẹp đúng không ạ? Thân lơ thơ như liễu và chắc hẳn là có hoa màu hồng nên gọi là liễu hồng em ạ. Dạ vâng. Chúng ta chuẩn bị lễ để dâng lên cho bà nhé. Dạ. Em đặt lễ cho cụ đi. Dạ vâng ạ. Rồi, ta thắp hương lễ cụ. Ta vải ba vải lễ cụ nhá. Chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút về thân thế cũng như là phần mộ của cụ Hà Thị Hy cho em cũng như là quý vị khán giả cùng biết không ạ? Được rồi. Bà nội bác thì ta biết là tên Hà Thị Hy em ạ. Dạ. Cụ sinh năm Giáp Ngọ có nghĩa là 1834 ở Lăng Sai, thôn Mầu Tài. Này là cũng thuộc xã Kim Liên của huyện Nam Đàn đấy. Cụ là con của cụ ông Hà Văn Cận, sinh ra trong một cái gia đình nông dân nhưng mà hiểu học. Cụ vừa đẹp người đẹp nết như vậy nhưng mà mãi tới 28 tuổi thì mới nhận lời kết hôn với cụ Nguyễn Sinh Nhậm. Và năm 1862 năm Nhâm Tuất thì sinh được ông Nguyễn Sinh Sắc là bố bác Hồ. Dạ vâng. Nhưng mà không may khi mà ông Nguyễn Sinh Sắc 3 tuổi thì là cụ Nguyễn Sinh Nhậm qua đời. Thì cụ Hà thì lúc này còn quá trẻ, lại vừa chăm sóc con nhỏ vừa gánh vác việc gia đình cho nên cụ cũng lâm bệnh và mất năm 1866. Lúc đó cụ mới có 32 tuổi thôi. Vâng. Sau khi mà cụ qua đời thì con cháu ba con đưa cụ an táng tại Lăng Sen quê nhà. Thế rồi đến năm 1942 á, cầu khiêm anh bác là một cái người am hiểu về địa lý tìm được vị trí này, vị trí đắc địa và đưa bà nội của mình an nghỉ viếng hăng tại đây.
kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác á, người cháu nội ưu tú của cụ thì là khu di tích Kim Liên đã cùng với dòng họ Nguyễn Sinh xây dựng tôn tạo lại phần mộ ngay tại vị trí mà ngày xưa cầu Khiêm chọn. Thế rồi trong dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch thì phần mộ lại được một lần nữa tôn tạo khang trang đẹp đẽ như là chúng ta thấy bây giờ. Phần mộ này thì được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác. Xung quanh em thấy thì cây cổ thì khá là xanh tốt, này là những cây thông này khá là đông đều bởi vì trồng cùng một lúc đúng không nào. Rồi còn ngoài ra thì mình trồng quanh phần mộ thì mình trồng các cái loài cây trang trí. Ta đi tiếp để lên thăm mộ của em trai về mẹ Bác Hồ nữa em ạ. Dạ vâng ạ. Ừ, đứng ở đây nhìn xuống khung cảnh rất là đẹp đúng không chị? Đúng rồi, tí nữa trên đường xuống thì em có thể thăm công viên Đại Huế nữa. Dạ vâng. Đá này là băng đá của màu đá thiết thiệt em, dân cứ lo ấy. Vâng. Mình để không bao băng là vì để cái nhám như vậy là để tạo cái đồ mà sạt để mình đi lên xuống thôi. Những ngày nhất là những ngày mưa. Đảm bảo đồ an toàn cho du khách đúng không ạ? Rồi. Em thấy là ở một phía bên đường đi lên ý, thì có những cái tháp đèn được tạo hình thành những bông sen đúng không chị? Đúng rồi. Trong cái tổng thể xây dựng phân mộ kể cả ban đồ em trai Bác thì chúng ta đều thực thiết kế và lấy ý tưởng hoàn thành cách điều làm chủ đạo. Những bông hoa sen nữa rất là đẹp đúng không nào? Dạ vâng. Hai hàng cây ở phía hai bên thì được các anh chị ở đây chăm sóc rất là kỹ nên là em thấy là rất là xanh tốt. Đúng rồi. Về cây hoa ngọc lan thì ở đây hai bên đường chúng ta đi qua thì có hoa ngọc lan thì cây thì là xanh tốt. Ngoài cái sự chăm sóc của cán bộ công nhân viên ở đây thì chúng ta thấy là dường như cũng rất là hợp khí hậu nên là cây phát triển tốt và hoa ra rất là nhiều. Dạ vâng. Nhìn khung cảnh ở đây thì rất là đẹp chị ạ, em cảm thấy rất là thoải mái, rất là yên bình, khiến cho em cảm thấy rất là thích thú. Đúng rồi. Về với khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì dường như là du khách cũng như là con cháu mà đặc biệt là những người làm ở quê Bác và thường ngày được lên tham quan, lên làm việc ở đây nhưng cũng lòng lúc nào cũng thấy thư thái, nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng khi được ngày ngày ở bên cạnh những người thân của Bác Hồ. Em có biết là những cái cây này như là cái này có biết là cây gì không? Là cây gì vậy chị? Là cây hồng đấy. Cây hoa hồng ạ? Hồng, cây hồng. Quả hồng ấy ạ? Vâng. Những cây này còn nhỏ nhưng mà khi mà nó có quả thì về mùa này á là chỉ nó rụng hết lá, còn có quả hồng thôi. Những cái cảnh mà người ta chụp cả cây cành hồng thì chủ yếu là quả nhưng nó rụng hết lá rất là đẹp. Vâng. Em hình như mùa này cũng đang là bắt đầu vào mùa quả hồng rồi đúng không ạ? Vì một số cây thì đã có quả nhưng mà bây giờ phần lớn là những cái cây này là cái cây mới trồng. Vậy là chỉ còn khoảng vài năm nữa đúng không ạ? Khi mà em quay trở lại đây hay là các du khách từ phương xa đến đây thì có thể là ngoài việc là viếng mộ của cụ Hà Thị Hy rồi là viếng mộ bà Hoàng Thị Loan hay là cậu Xin rồi ngắm khung cảnh thì chúng ta còn có thể check in với những cái cây hồng rất là đẹp đúng ở đây nữa đúng không? Ngoài cây xanh, ngoài hoa thì cũng có thêm quả quả nữa. Đúng. Vậy là chúng ta đã sắp đến với mộ của Nguyễn Sinh Xin rồi đúng không ạ chị? Đúng rồi. Em đi đường có mệt không? Dạ em cũng hơi mệt đấy ạ. Nhưng mà cảm giác là đi ở đây nhưng mà tuy là hơi mệt nhưng mà không khí thì rất là thoáng đãng rồi còn cảnh quan thiên nhiên rất là hữu tình, mình ngắm cảnh nữa thì rất là thoải mái chị ạ. Cả lên cả xuống là tổng đường lên xuống là có hơn một cây số thôi. Đường này là 264 bậc. Vậy là chúng ta đã đến với mộ của cụ Nguyễn Sinh Xin rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Hồng Nhung và chị Huyền, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng vào thắp hương mộ cụ Nguyễn Sinh Xin nhé. Chúng ta vào thôi chị. Đi em. Cây ở hai bên đường này là cây gì? Bên này là cây hoa dâm bụt em này. Bên cây hoa dâm bụt. Ngay bên em có cây hoa hồng, bên này giống hồng cổ Sapa. Ngoài đẹp ra thì nó còn rất là thơm nữa. Đây là cây ổi. Cây ổi. Mời em đọc lễ lên băng thơ. Rồi,
Chị Huyền này, chị có thể giới thiệu một chút về thân thế cũng như là phần mộ của cụ Nguyễn Sinh Sinh cho Hồng Nhung và quý vị khán giả cũng biết không ạ? Em trai Bác Hồ thì tên là Nguyễn Sinh Sinh, được sinh ở Huế năm 1901. Sinh em được ít lâu thì không may là mẹ bác lâm bệnh qua đời. Thì em bác lúc này là con nhỏ thì vì quá khát sữa mẹ và xa mẹ sớm, thế nên là cậu Sinh cũng lâm bệnh và mất khi mới chưa được 1 tuổi. Thế đến năm 2012 thì là cậu được về an nghỉ tại đây, ngay bên cạnh nơi của mẹ. Hồng Nhung và chị Huyền, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên viếng mộ của bà Hoàng Thị Loan nhé. Chúng ta đi thôi ạ. Ngay cả cái những cái bậc lên xuống thì cũng trang trí bằng hoa tiết hoa sen này. Đây là những cái lá sen cách điệu. Hai bên đây là cái đèn chiếu sáng thì là như là những cái ngọn nến. Em thấy là hai bên ở đây thì hoa đã nở hết rồi, rất là đẹp chị ạ. Em thấy mùi thơm không? Vâng, mùi thơm của các loại hoa rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, với khoảng hơn 260 bậc đá đường đi lên và qua hai phần mộ của người thân là mộ của bà nội Hà Thị Hy và mộ của cụ Nguyễn Sinh Sinh thì hiện tại chúng tôi đã lên đến phần mộ của bà Hoàng Thị Loan. Và sau đây, Hồng Nhung và chị Huyền mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng vào mộ của bà và dâng hương nhé. Bây giờ chị mời em qua đây để chúng ta nghe thuyết minh một chút em. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta đang đứng trước phần mộ của mẹ Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan. Mẹ của bác là sinh năm Mậu Thìn, tức là năm 1868 em ạ. Bà sinh ra ở Làng Chùa, bây giờ gọi là Làng Hoang Tu, thuộc xã Kim Liên của huyện Nam Đàn. Sinh ra trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiệu học. Ông nội thì đỗ 3 khoa tú tài, ông ngoại của bà cũng đỗ tới 4 khoa tú tài. Thân sinh là một nhà nho nổi tiếng hiệu học và thân mẫu là người phụ nữ nhân hậu, có nghề dệt vải làm ruộng. 15 tuổi thì đem lòng yêu thương, sau đó thì làm bạn với ông Nguyễn Sinh Sắc, là một học trò mồ côi hiệu học. 16 tuổi sẽ sinh cây con gái đầu là Nguyễn Thị Thanh, rồi sinh cậu Nguyễn Sinh Khiêm và bà của chúng ta là người con thứ ba của gia đình. Tuổi nhỏ thì người được đặt tên là Nguyễn Sinh Cung. Thời gian đầu thì gia đình sống ở mảnh đất Hoang Tru quê ngoại. Sau đó thì mẹ bác đã có một quyết định lớn, đó là cùng chồng với hai người con trai vào Huế, giúp cho chồng ăn học ở trường Quốc Tử Giám, chuẩn bị ngay thi hội. Tại Huế thì mẹ bác sinh cậu Nguyễn Sinh Sinh là em trai của bác. Sau khi mà sinh con thì mẹ bác lâm bệnh và qua đời. Mẹ mất vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tính theo dương lịch là vào ngày 10 tháng 2 năm 1901. Mẹ ra đi tuổi con rất là trẻ, hưởng dương có 33 thôi. Ba con đã giúp bác mình đưa thi hài của mẹ bằng thuyền qua cổng Thanh Long lên táng tại núi Tam Tân, cạnh dãy Ngự Bình, dòng sông Hương ở Kinh Thành Huế. Năm 1922 thì cô Nguyễn Thị Thanh chị bác trong đang bị giam lỏng ở Huế. Thì nhân một chuyến về thăm quê thì cô bí mật mang theo cả hai cốt mẹ về táng ở Vân Nha Lăng Sen. Lăng Sen là quê của ông Nguyễn Sinh Sắc, chồng bà, là nơi bà an nghỉ 20 năm. Năm 1942 thì anh Bác Hồ là cậu Nguyễn Sinh Khiêm thì được thoát khỏi nhà tù thực dân. Thì việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến đó là chọn đất để làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho cả bà nội và mẹ của mình. Như chúng ta biết là cậu Khiêm anh bác ngày đó là am hiểu về thiên văn, về phong thủy địa lý, cho nên là chọn được những cái mảnh đất gọi là đắc địa như hiện nay. Ở đây cách khoảng 100 mét so với mực nước biển. Mẹ đang an nghỉ, đầu thì gối về núi, mặt nhìn về hướng quê hương theo hướng nam hơi chết đông. Và trước đây thì phần mộ được đắp bằng đất đá tự nhiên của dãy đại Huế này. 9 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất thì nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng với lực lượng vũ trang quân khu 4
bắt đầu khởi công xây dựng phân bổ để đón khách về thăm. Sau một năm thi công rất là khẩn trương, thì công trình mồ được khánh thành là vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Bác. Trải qua một thời gian dài như vậy, thì dự án bảo tồn, tôn tạo, phát triển di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn liền với phát triển du lịch thì là đã tôn tạo lại phần mộ của cụ đàng hoàng to đẹp hơn, xứng đáng với công lao to lớn của cụ. Bây giờ thì chúng ta thấy là phần mộ tại đây thì nổi bật là hình tượng của hoa sen, em nhìn thấy chưa? Dạ, rất là nhiều sen, hoa sen cách điệu, bởi vì là sen gắn liền với hình ảnh làng sen, rồi là quê hương của Bác Hồ. Rộng hơn nữa, hoa sen chính là biểu tượng cho đất nước, con người Việt Nam chúng ta. Dạ. Đặc biệt là sen còn là biểu tượng của hình ảnh của người mẹ, giản dị, thanh cao, bất tử. Chúng ta vừa rồi có dừng chân thăm viếng lễ ở sân chuẩn bị hành lễ. Sân này thì mở hình vòng cung, tạo cảm giác gần gũi như là muốn ôm tròn lấy phần mộ. Chúng ta lên băng thang chính này là đi qua 33 bậc thang. 33 bậc thang tượng trưng cho 33 tuổi, số tuổi của cuộc đời Ba. Còn hai bên thang á, thì có những cái cây đèn chiếu sáng như là hình dạng những cái cây nến lớn. Và 18 cây nến này cũng đồng nghĩa với việc 18 năm mẹ của Bác được chung sống bên chồng bên con mình. Sân hành lễ mở rộng ra phía trước cũng như là sườn hoa giật cấp hai bên đều có hình dạng phong cung, tạo thành một cái tổng thể nhất định. Ở đây ngôi mộ của Bà thì như là một cái bông hoa sen cách điệu. Có phần đế sen, đài sen và phía trên là phần dưới sen. Xung quanh thân mộ đế sen làm bằng đá kim sa của Ấn Độ. Những cảnh sen trắng thì làm từ mỏ đá quy hợp của tỉnh Nghệ An quê nhà. Trên đó có tấm úp nắp mộ tượng trưng cho tấm sen, cũng là âm dương giao hòa theo quan điểm truyền thống của dân gian. Chị ơi, em thấy rằng là ở phía sau mộ của Bà ấy thì có một bức phù điêu với hình một đầm sen rất là đặc biệt. Vậy thì chị có thể giới thiệu sơ qua một chút về bức phù điêu này không ạ? Ngay xây dựng thì chúng ta thấy là ở phía trên đó là chúng ta thấy có một cái đầm sen được đúc nổi. Thì cái đầm sen này là được tạo thác theo kiểu cuốn thư như là các công trình cổ. Thì đá là lấy đăng bằng đá nguyên khối Yên Bái về, trọng lượng lên tới hơn 100 tấn em ạ. Dạ. Trên đó thì đầm sen thì được các cái họa tiết rất là tinh xảo. Trên đầm sen còn có cái hình ảnh cựu vân quần tù là chín đám mây lớn hồi tù khí thiêng của đất trời. Trải viền xung quanh bức phù điêu thì ta thấy là như những cái cảnh sen được cách điệu đơn giản. Toàn bộ bức phù điêu thì được đặt trên một cái chân kệ, được thiết kế theo kiểu chân kệ của đời Trần. Ở đây thì chúng ta thấy là những cái cây cột đỡ này thì áp bằng đá granite ruby đỏ của Bình Định. Phía trên thì có hệ thống mái che, sáu mái, lấy ý tưởng từ đình làng dân gian cách điệu. Hai bên còn có gắn thêm các đầu đao để mà làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho công trình. Em thấy là kiến trúc của khu mộ của Bà thì rất là đặc biệt, với hình bông sen này, hình cuốn của cuốn thư này, rồi là hình đao, đầu đao rất là đặc biệt đúng không chị? Từ khi mà công trình phần mộ được khánh thành đến nay á, thì cùng với các di tích trên quê Bác, ở đây đón tiếp rất là nhiều lượt khách trong nước cũng như là quốc tế, không quản ngày đường xa xa xôi cách trở về đây để mà thắp hương tưởng nhớ mẹ Bác Hồ. Trong đó thì là có cố thủ tướng Phan Văn Đồng là một trong những người về thăm phần mộ sớm nhất. Ông dâng nén hương thơm trước phần mộ rồi là nói lên những lời nói từ đáy lòng mình rằng là tôi xin được bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với cụ, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đem lại vinh quang cho đất nước Việt Nam, người mà mọi người dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đều mãi mãi ghi ơn. Hôm nay có dịp về đây thăm viếng phần mộ cụ thì chắc hẳn là chúng ta cũng học tập rất là nhiều điều từ mẹ Bác Hồ. Chúng ta biết là mẹ Bác Hồ là một người con gái là vừa đẹp người, đẹp nết, công dung ngôn hạnh. Bà là một người con hiếu thảo, một người chồng đảm đang, son sắc, thủy chung, một người mẹ hiền yêu con hết mực. Và chính bà có ảnh hưởng rất là lớn đến sự hình thành nhân cách của các con, đặc biệt là đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bà Hoàng Thị Loan là người mẹ đã có công lớn trong việc sinh thành và dưỡng dục ba người con yêu nước cho dân tộc Việt Nam. Trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.
Cảm ơn chị Huyền, hướng dẫn viên du lịch khu di tích Kim Liên đã đồng hành cùng Hồng Nhung trong chuyến du lịch online lần này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Xin chào!